Thì riêng cái dòng iPhone 14 với cái dòng iPhone 14 Plus, hai màu đỏ vàng ấy, là hai cái màu giá thành rẻ nhất, mặc dù chất lượng máy thì hơn. Hơn vì sao? Vì ở đây trên tay mình đang có hai chiếc máy hàng new chế Active nha. Active đủ 365 ngày bảo hành. Mã M có nghĩa nó không khác gì một chiếc máy vừa bóc hộp ra cả. Nhưng hai cái máy này này, giá thành của nó lại rẻ hơn một chiếc máy màu đen hàng sạc ít pin 100%. Mặc dù đấy là máy new thì tỷ lệ máy dựng là bằng không. Máy đã Active thì luôn luôn tồn tại tỷ lệ máy dựng. Nhưng ở đây đấy là một con máy như thế này đấy, giá thành nó lại rẻ hơn một con máy màu khác. Lý do chỉ vì đấy là cái màu của nó. Nhưng nếu mà vào mình ấy, là mình sẽ mua cái màu đỏ ngay. Tại vì sao? Tại vì mình thích màu đỏ. Nếu màu đỏ nó bằng giá các cái màu khác ấy, mình cũng mua màu đỏ tại vì mình thích. Chứ còn màu vàng thì nói thật là mình không thích. Nhưng giá thành mà rẻ hơn nhá, là tôi quất màu vàng ngay. Tại vì sao? Tại vì tôi ốp cái ốp khác vào cái nào thành màu khác ngay. Nó chẳng liên quan gì đến cái màu của nó cả. Còn thích nữa thì tôi dán PPF. Ở đây nhá, một cái máy màu đen này, hàng sạc ít pin 100%. Đây là cái máy hàng new Active Online thì nó cũng chẳng khác gì máy mới cả. Nhưng giá thành nó lại cao hơn cái máy chưa Active. Active rồi đấy, không bao giờ được so sánh với hàng chưa Active cả. Giá thành luôn rẻ hơn. Thế mà ở đây đấy, giá thành của nó lại cao hơn một chiếc máy hàng chưa Active. Nhưng ở đây đấy là riêng cái dòng iPhone 14 ấy, nó lại có cái hàng có SIM vật lý và hàng không có SIM vật lý. Riêng cái dòng iPhone 14 mà máy Mỹ ấy, thì nó không có SIM vật lý mà nó chỉ sử dụng eSIM. Thì dòng sử dụng eSIM giá thành nó lại rẻ hơn cái dòng sử dụng SIM vật lý. Tại vì sao? Tại vì ở thị trường Việt Nam đấy, sử dụng SIM vật lý nó tiện, rút ra rút vào nó dễ, thay đổi SIM nó dễ, không phải ra nhà mạng để làm các cái thủ tục. Còn nhiều người bảo đấy là bây giờ hàng eSIM nó nóng hơn, nó hao pin hơn. Không phải nha, hoàn toàn không phải. Tôi đã dùng eSIM rồi, nó chẳng khác gì cả. Nó chỉ khác duy nhất một cái đấy là khi bạn muốn thay đổi SIM đấy, bạn phải ra nhà mạng, thay vì việc bạn chỉ cần rút cái SIM ra, nhét cái SIM khác vào. Nhưng ở đây đấy là eSIM thì bạn có thể sử dụng hai eSIM. Bạn sử dụng hai eSIM đó, một eSIM để làm mạng, một eSIM để dùng làm SIM nghe gọi. Thì ở đây những người nào mà không có nhu cầu rút ra rút vào nhiều đấy thì có thể sử dụng eSIM. Còn nếu mà có nhu cầu cứ rút ra rút vào thay đổi liên tục đấy thì khuyên thật nên sử dụng cái loại SIM vật lý. Tại vì cái eSIM ấy cứ mỗi lần đấy là thay đổi lại phải ra nhà mạng, rất mất công. Thì ở đây đấy là riêng cái dòng 14 và cái dòng 14 Plus ấy, hai cái màu vàng và màu đỏ là hai cái màu giá thành rẻ nhất mà chất lượng thì nó giống y chang như những cái máy kia. Ở đây kể cả những cái máy hàng new chưa Active nhé, giá thành của nó vẫn rẻ hơn cả những cái máy hàng Active Online của những cái màu khác. Thế nên tôi khuyên thật những ông nào mà muốn sử dụng một cây 14 Plus mà vì cái chất lượng của nó không quan tâm đến cái màu sắc, vì có thể ốp này, dán PPF này, thì nên chọn những cái máy màu vàng hoặc là màu đỏ. Vừa tiết kiệm chi phí mà lại kiếm được một con máy ngon. Máy new chưa Active thì tỷ lệ máy dựng là bằng không. Thế còn kể cả cái hàng Active Online hay là hàng đã Active rồi sạc ít pin 100% thì kiểu gì thì kiểu vẫn phải kiểm tra, vẫn phải check. Đấy là điều hiển nhiên. Mua hàng thì vẫn phải kiểm tra và vẫn phải check. Còn ở đây những cái cửa hàng người ta bán thì người ta có cam kết. Có cam kết thì ở đây đấy là các bạn có thể xem cái cam kết của họ và kiểm tra xem có đúng như cam kết không. Còn nói thật, nếu bạn là người dùng, bạn không có thời gian lên mạng để xem những cái cách kiểm tra máy rồi xem những cái bài hướng dẫn ấy, thì cứ hàng new chế tiếp mà sử dụng. Nói thật, cứ hàng new chế tiếp mà sử dụng. An toàn, đảm bảo và ngon nhất, đó là hàng new. Thế nhá.